Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em trở lại nhà của anh Tèo ở Hậu Giang để tiếp tục giao lưu mai vàng. Những cây mai vàng không có làm bông luôn, còn nguyên si kiểu luôn nha, gốc kiểu không. Đây, chuẩn bị giới thiệu quý vị đây. Mình đi vô nha, gặp anh Tèo cái. Rồi, xin chào anh ạ. Rồi, chào anh Nhân ơi, rồi tổng chào bà con nha. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 nha, em mới về cái lô này, mới cắt tỉa đó, chưa lật lá luôn đó. Có mấy cây chưa lật lá hết trơn nè. Mới tỉa sơ sơ là mặt bầu quay bán cho bà con đó. Cái lô này là Tết không có làm bông nha bà con. Chương trình của em là bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi, số điện thoại em là 076-8621-849 nha. Rồi, mời bà con xem hàng. Nay lô cây bự không nha. Mới cắt luôn nè quý vị. Mới tinh luôn. Cái này là bán rồi là em lật lá hết, cho cây nó mẹ khỏe. Rồi, cây whip không nha. Trước khi chuyển tới quý vị thì lật lá ha. Lật lá hết. Ừ, cái lô này không có làm bông đó. Số điện thoại em là 076 nha, 86219 nha. Cây nó bự, dữ lắm, bự bự mà kiểu nha. Dữ lắm mà cây này nè. Nó có sụ trứng luôn, lên trứng dữ lắm rồi. Đây em coi cái nha, cứ quay đây nha. Đó, chỉ cần thì cắt đều nha bà con. Cái cây này nhìn đẹp cây dữ lắm nha. Quý vị xem cái cốt ha, đang quay cái cốt trong á. Cái lô cây này, này. Để thì thôi, kiểu luôn nha. Chỉ cần nó đều luôn. Đó. Gốc kiểu luôn. À, gốc đế nè. Thấy không? Trứng nó nổi nè. Cục nha. Đó, để cái lực không á. Cái con này cũng đã lắm nha. Cái con này đủ tiền rồi. Đó. Rồi, đó luôn, mã số 1. Rồi, giùm em có hoành cái này. Rồi, tính tiếp. Mã số 1. Số điện thoại em là 076 nha. 86218149 nha Tèo. Mày giảo hả anh à? Ờ. Mai lô này là Tết không có là bông, mai giảo mặt bông từ 5 tới tới 9 10 cánh nha. Cái hoành đó em nói là 31. Rồi. Để dữ lắm nha, để gà tới này bầu hết trơn rồi. Rồi, đo chiều cao giùm em đi. Đó. À, nãy có quay trứng chưa, nổi cục luôn. Thả lắm cái cây nè. Chiều cao của em tỉa rồi là nó còn 1,5 m nha. Chiều ngang 1,5 m luôn. Rồi cây số 1. Cây số 1 này em xin giao lưu là 6 triệu nha. 6 triệu mã số 1. Bao ship toàn quốc luôn. Ngày 9 ngày 12 tháng 3 nha. 12 tháng 3. Hết biết cái cây không? Cây tiếp theo. Rồi, cây số 2. Cái này cái đít bầu nó hơi nghiêng nha bà con, có gì trồng chỉnh lại nha, chứ cái cây nó không nghiêng nha. Mã số 2. Lô này là cũ đế dữ lắm, kiểu luôn. Đó. Cái tàn nó bự già quá là cắt tỉa lại đó, tới gọn. Đó, bông nụ còn nguyên nữa quý vị. Cái gì mua về là nhìn thấy nụ luôn. Có bông luôn. Đây, cũ đế dữ lắm nha. Quay đi em coi con này coi. Wow. Cái dáng dữ á. Được không? Để thì dữ lắm nha. Rồi, mở số 2. Rồi, ai mua số lượng nhiều thì lại vườn thì có giá ưu đãi luôn nha. Em đo luôn à. Đo luôn. Rồi đo ngoài này luôn nha. Con này mà cắt bonsai cũng đẹp lắm. Dáng đẹp. Đo múc chỉ ngoài luôn nha. Hoành 27. Để thôi. Nè, nó cái tướng nè. Cái dáng. Chiều cao là 1,215 m nha. Chiều ngang 1,1 m. Rồi cây số 2. Cây số 2 này em xin cho luôn là 3.500.000 nha. 3.500.000.
bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại em là 076 86 1819 nha. Lên đi tính. Mua. Rồi mua. Rồi. Mở số 3. Đây, cái này để cũng dữ lắm nha. Mày uống cái dòng này cũng dữ lắm mà. Ngặt cả. Lô này là không có lỗi nha mọi con. Có lỗi chỗ nào thì báo chỗ đó nha. Em quay cốt cho quý vị xem nha. Không lỗi lầm nha. Rất đẹp. Đây. Để này bài ra nhưng mà tụt. Đã lắm. Điều hết trơn. Này. Quá trời quắn luôn. Đó. Chia cành thì chia ra cũng đều lắm nha bà con. Tẻ cái hết mới được tẻ là tùm lum kiểu hết trơn. Đó, cắt gì đó bà con, mua hái gì cắt dần lại nha. Rồi, đó giùm em luôn. Đây. Mã số 3. Ok nha, để nè. Quá là dữ luôn. Mã số 3. Mã số 3 là hoành 23 nha. Ủa đế ra tới bậu không à. Rồi chiều cao 1m6. Chiều ngang 1m4 luôn nha. Rồi cây số 3. Cây số 3 này em xin vô luôn là 2.800.000. 2.800. Dễ chơi nha. Có cái mai kiểu luôn. Xuống. Nãy giờ điện quay cái điện. Mà cây tiếp theo. Rồi bây giờ là cây tiếp theo. Mã số 5. Mã số 4 nha. Mã số 4 hả? Số 4. Sorry quý vị. Mã số 4. Gốc to ha. Rồi chim đỡ vô đây. Mã số 4. Đây. Đây là bự cây lắm nha bà con. Chi cành đó. Này cái cũ quá trời, cái cũ luôn. Quý vị xem mấy cốt giùm em nha. Ủa cái cũ nó nở ra thấy ghê không, như cục khoai vậy. Cũ mà lớn ngoài kia nó như cái thúng. Mà số 4 nha. Chi cành thì bà con coi hộ này chống lỏng rồi dễ coi nha. Đây, rồi đo giùm em luôn. Qua ra nó đi dễ đo. Rồi ok. Dính nha. Mã số 4. Quần em nó là 29 nha. 29. Củ này đã lắm rồi. Rồi cái củ luôn đi. Củ này hết biết cái củ. 50. Chiều cao 1m6. Chiều ngang 1m5 luôn nha. Rồi cây số 4. Mã số 4 này em xin cho luôn là 4.200.000 nha. 4.200. Bao ship toàn quốc luôn. Xuống. Cái bầu. Rồi xuống đất đây. Cái này đi, cái này đi. Lên. Mua đi. Mã số 5. Rồi. Đây. Chi cành đó bà con hậu đi.
ngày nào cũng xoắn dầu tùm lum hết trơn nha, kính khưa các loại thú luôn, còn cây dữ nữa, được chưa? Rồi đó, nhỏ mà có vỏ không nha, cái này nhỏ nè, cái này giá mềm luôn, dễ thôi, dữ lắm nha, nhỏ chứ hoành cũng hai mấy à, 21 dễ rồi, quá trời luôn. Rồi chiều cao 1m35. Rồi chiều ngang là 1m25 nha. Rồi cây số 5 này em xin vô lưu là 2.200.000. 2.200.000. 2.200.000 thôi. Toàn quắc luôn. Đó có cái mày kiểu trời luôn. Mày tàn luôn nhưng mà giữ kìa. Đây. Rồi bây giờ là cây số 6. Chim luôn. Ngay. Để ngay chim gì. Mã số 6 nha. Đây, quá trời luôn. Giống như hai cây. Cây này nó quái lắm nha bà con. Quá quá luôn. Đó, giết không hết biết được cắt rồi, về tự cắt đi. Cắt gì thôi nha. Tẻ giết không biết được thì tẻ luôn. Đó, thú này vừa trực mà vừa bay luôn nha. Rồi phóng luôn tùm lum hết chứ. Cái đế cái này nè. Quá trời cái đế luôn. Em bên đường kia làm sao luôn. Đó. Vậy đó, tự sửa luôn đi. Em hết giờ giết tỉa, giết hết mấy người tỉa luôn. Tỉa vậy thôi nha. Mình xây đó. Nè, nhánh phóng luôn. Hồi luôn. Tụm luôn. Đó. Rồi chưa? Rồi, dần nó đi. À, cái đế quá trời cái đế nha. Rồi, đợi giùm em luôn. Này hết biết cái đế rồi. Mã số 6. Mã số 6 này đo cái thằng chính này, này đo dưới này mới đúng nha. Đo này cho coi chơi thôi. Cái này là 21 nha. Này đo gì rồi. Đó đúng là cái gì nha. 33. Cái đế dữ lắm cái khối đế này luôn. Đó cái củ đế này rồi. Gì đây? 6-18 nha. Cây này đo chiều ngang sao đo gì luôn ha. Lắm biết rồi. Rồi bếch gửi. Rồi cao 1m05 luôn nha. Rồi cây số số 6. Mã số 6 này em xin cho luôn là 3 triệu nha. Cây này quắn không biết đường quắn nữa. Rồi 3 triệu. Đây xuống. Quái gì cà na luôn. Đọc số điện thoại giùm em ạ. À. Số điện thoại em là 076 8621 849 nha. Đây, lên. Rồi, mã số 7. Quá dị luôn nha. Đó. Ok thì hết biết rồi. Đó chị cạnh thì bà con coi hộ đi. Nhanh phóng luôn. Đây này muốn chơi trực bay cũng được nè. Cắt. Sửa lại. Nhìn cái da ngoài quý vị, cây rất là khỏe luôn. Rất là khỏe. Phải quý vị nhìn được trực tiếp nha em nha. Cây rất là sung. Rồi cho. Đế dữ lắm nha bà con. Cái nữa nha. Cái này là đế đều luôn á. Rồi. Quay. Rồi dính đi. Rồi đo đo. Nè. Má số. Má số 7 nha. Lá khỏe. Cái hoành em đó là 29 nha bà con. 29. Hết biết cái cũ luôn. Đó, cũ trời. Cũ này quá trời rồi. Cũ này 72 luôn nha. Chiều cao là 1m35. Chiều ngang 1m2 nha. Rồi cây số 7 này em xin giao lưu là 4.500.000 nha.
bao ship toàn quốc luôn. 4.500.000 xuống. Đây. Cái này không biết cái kiểu gì nữa nè. Này có cặp cái này nha, y chang luôn. Cái kia dữ nữa. Vậy. Không mua ai. Còn cây giống gì nữa hả? Ừ. Cái này tùm lum lo kéo nha. Đó. Mã số 8 nha. Này tới cặp luôn, giống giống vậy nè. Nó có chi hồi luôn. Mày số 8 nha. Đó. Uống này tôi lụm kiểu chứ. Trời. Rất là lạ luôn. À. Đế dữ lắm nha bà con, đế còn nôm lắm á. Cái này làm vừa tới thì vừa rồi, đó luôn thôi. Rồi đó luôn ha. Đó luôn. Mã số 8. Mã số 8. Quạnh em đó là 26 nha. Rồi chiều cao 1m4. Rồi chiều ngang là 1m2 nha. Rồi cây số 8. Mã số 8 này em xin giao lưu là 3 triệu nha. 3 triệu nha. 3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây. Đây cây kia giống cái này luôn nha. Lên cái này đi cho đủ cặp. Đây. Đó. Đó, một cặp luôn. Cây này đẹp hơn cây đó chút nha. Cây này để thì dữ lắm ạ. À. Quá trời đế luôn. Em xin phép đổi bên quý vị, tại nó tiệp với mấy cái cây phía sau. Phải qua hướng này quý vị mới thấy rõ. Đây, cây này với cây kia là giống nhau không? Cũng có cái hồi chi hồi vậy đó. Cây này chỉ cành dữ hơn. À. Để dữ lắm, để luôn. Cái này là mật bông là từ 5 tới 9, 10 cánh nha bà con. Mai dảo đó. Nhiều khi hên thì được 10 cánh, 12 cánh. Rồi anh qua bên đây giùm em đi rồi đó. Rồi qua đó hả? Qua đây. Bên trái em mới được. Rồi. Đây. Rồi đó đi. Mã số 9. Để nè thôi. Quá trời. Cái gần cho nó nổi. Cái gần ha, nhìn nó lực. Đã không cây này. Giống như gồng lên nha. Gồng lên chứ không phải con gồng nha. Của anh 25. Rồi cái cũ quá trời, cái cũ nha bà con. Đây là cũ chơi mất chỉ trên luôn. 53. Quá trời cái khối đế này. Rồi chiều cao 1m5 luôn. Chiều ngang 1m05 nha. Rồi cây số 9. Mã số 9 này em xin giao lưu là 3.500.000 nha. Cái này đẹp cây luôn. 3.500.000 bao ship toàn quốc luôn. Để luôn. Xuống đây luôn đi. Đây. Lên. Số 10. Mã số 10. Không muốn gái, gọi được rồi. Chim gì mà chim. Rồi số 10. Đó. Cái này có đuôi luôn nha. Ha. Phía dưới nè. Đã lắm nha. Đó, củ đế này nó không nổi lên, nó không lạnh không. Chi cành thì bà con có hộ nha. Lô là giờ mới về năm mấy cây nữa đó. Rồi. Còn mới cắt như là khoi vậy đó. Chứ sao quay.
Mua hết 50 cây thì sao anh? Có giá ưu đãi luôn, giá đặc biệt luôn. Có giá đặc biệt nha, nếu mua hết. Rồi, cái hoành em đó là 24 nha. 24. Chiều cao là 1m2, 1m2. Rồi, chiều ngang 1m15 nha. Cây số 10. Số 10. Mã số 10 này em xin giao lưu là 2.800.000 nha. 2.800.000. Bao ship toàn quốc luôn. Suốt. Thôi đi. Gì? Mấy cây làm mặt này, mấy cái nó chưa làm mặt luôn. Lên. Rồi. Số 11. Mã số 11. Đó. Kính thưa các loại thú. À, kính thưa luôn. Tùm lum mới giết hết mấy đường té luôn. À. Cây nào cũng có củ đế nha bà con. Thú mà có đế luôn là đẹp lắm nha. Họ còn hai con quái thú nữa kìa, bự lắm. À. Cái này một hồi em về quay xong là em lật lá luôn nha. Lật lá hết ha. Ờ, lật lá hết. Lật lá mới vào nha. Rồi, đó luôn. Mã số 11. Cũng còn đâu nhiêu lá đâu. À, hoành em đó là 25. 25. Mày nó cao lắm nha. Cao dữ à. Rồi, 1m09. 1m09. Rồi, chiều ngang là 1m2 nha. Chiều ngang 1m2. Cây số 11 phải không? 11. Mã số 11 này em xin giao lưu là 3 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. 3 xuống triệu. Này luôn đi. Bao ship toàn quốc. Lên, cây tiếp theo. Lên này đi. Không không, để đó đi anh, để cái rồi. Cái bàn xe đó đi. Bự dữ. Đây. Cây này cây bự nha bà con. Đẹp cây luôn nè. Đó, chị cạnh đó. Nhờ cái trống trống phía sau đó, mới coi cái cây rõ. Cái này chỉ cạnh đều luôn nha. Đế thì thôi một khối luôn. Quá trời cái đế này. Đế đều chảy đều luôn. Mã số 12. Cái gì xem cái cốt giùm em nha. Em đang quay cốt. Không lỗi lầm nha. Đẹp luôn. Cây rất khỏe. Cái này cái sấy này cũng đẹp nữa mà chi cành nó đóng đều luôn nè. Xả lắm nha. Ngủ trà chút vuốt cái đó cũng đã đó. Đó. Thôi đây nè. Mua cái cây về để trước mặt hả? Ừ. Uống trà rồi vuốt, uống trà rồi vuốt không? Ghiền luôn. Nó nhìn không là phê rồi. Gờ gờ nữa hả? Ừ đó. Để đều luôn nha bà con. Rồi, cho em luôn. Thông số đi. Ngoài nhậm nó đi. Mã số 12 nha. Mã số 12. Cái này uống chửng luôn. Hoành em nó là 27. 27 nha. Cái này chạy đều luôn. Chi cành cũng đều luôn. Rồi chiều cao 1m6 nha. Chiều cao 1m6. Chiều ngang 1m4. Cây số 12. Mã số 12 này em xin giao lưu là 4.500.000 nha. 4.500.000. Bao ship toàn quốc luôn. Đó đi. Cây này nè. Mã số 13. Rồi được rồi.
Kệ đó, kệ đó, mở cái gì. Đây. Ngày nào nói đế là nóng lạnh không? À, số 13. Đây. Rùa này đặc biệt là không có làm bông nha bà con. Mình cũng bị đế nè. Học biết không? Ngắm thôi là đã rồi ha. Ừ. Nhìn tới ngay luôn. Rồi, em đo luôn nha. Đo luôn. Ai mua lại vườn thì các em bớt 300 ngàn nha, tự chở nha. Rồi cũng chậm hai mấy gì vậy? À, quành em đó là 25. 25. Đây, có đế đặt ra. 88 luôn. Quá trời cái đế. Chiều cao 1m50. Rồi chiều ngang 1m15 nha. Số 13. Mã số 13 này em xin giao lưu là 4 triệu. Rồi, xuống. 4 triệu nha, bao ship toàn quốc. Cho em số di động luôn đi. À, số điện thoại em là 076 8621 849. Ê. Quý vị nào thấy vườn của anh Tèo. Trà, cái bọn này bay. Quá trời luôn, con thú nha. Quá. Con này dữ à. Chiếm gì con thẳng băng rồi chiếm gì nữa. Số đây. 14 quý vị ơi, đây chú ý. Quái thú nha. Có 3 giò. Thú từ 4 giò này quái thú nó có 3 giò. Có đế dữ lắm nha. Anh Tèo quay clip mắc cười quá. Ê. Quái thú. Rồi. Coi giùm em. Cái cốp nha, em quay cái cốp nè. Cứ quay đi nha, cứ quay. Lên sụ rồi nha bà con. Quý vị xem nha. Nó chảy sụ rồi nha. Đây. Đang chảy đó. Chỗ này hả? À, nó chảy rồi. Đây nè, con dí. Không. Chảy bệt bệt xuống rồi nha. Cái này chưa chảy mạnh. Đây. Nó bị bắn gãy giò nó thành cục trứng luôn nha. Là quái thú rồi. Cái trứng đây luôn. Đó. Ồ, không phải có con giò bên đây nữa em ha. Đây nổi cục trứng đây luôn nha. Trời ơi. Coi lại này quý vị cho đã nè. Đấy. Cái này ôi, nặng nề lắm nha bà con. Mã số 14. Mã số 14. Quá đã luôn. Không. Này chơi bonsai cũng ngon nữa, cắt chơi bonsai ngon. Sau này nuôi lâu dài lên xù luôn nha, chảy xù luôn. Chảy mạnh ra chút nữa là tiền không. Rồi chưa? Rồi đó luôn, mã số 14. Cây này trên cả 100 kg. Rồi à, cái hoành em đó là 28 nha. 28. Đó đây cho chỉnh đi. Khổ nó gian cũng 28 rồi nha. Rồi. Đó giùm em cái bầu, cái bầu hình đây là cái bầu đó, chiều dài nó là bự lắm nha bà con. 72 nha. Rồi bề ngang nhiêu? Đó. Bề ngang hả? Bề ngang 50. Rồi, 52 luôn. Cái này là siêu siêu nụ luôn nha, không có làm bông nè. Quá trời nụ luôn. Chiều cao 1m6. Chiều ngang 1m50. Đâu siêu nụ ra em coi coi. Thì nụ đóng cục 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 á, dữ lắm nụ nha. Rồi cây mã số 14. 14 rồi rồi. 15. Ủa? 15, 14 rồi nè. Cái đó 13 ông nội ơi. Rồi 14, mã số 14 nha. 14. Mã số 14. Mã số 14 này em xin giao lưu là 5 triệu nha. 5 triệu cái gì ơi, một cây. Cái này dạng rất đẹp. Không nặng nữa. Xuống. Quá trời con thú. Rồi lên cái này bự luôn đi. Chưa 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 cái bàn xoay. Khoan. Này bị đụng chắc. Rồi.
Đây. Ôi. Những cái bầu đất nặng. Đây là bự cây mà đứng nhỏ sao được. Đó. Nè. Số 15. Đây anh này cũng quái thú rồi nè. Cũng ba giò luôn nha. Bự dữ lắm bự. Đó. Nó có rễ đằng trước rồi anh bứng nhỏ sao được, dướng cái rễ này sao bứng. Đúng rồi. Đúng không? Đó, cái mình nó hơi hết biết cái mình, cái cốt bự lắm nha. Chà, anh cốt rất là bự quý vị. Này đúng là đẹp. À, cốt bự lắm nha. Để nguyên cốt, đẹp. Rồi, em đang quay cốt đó quý vị xem nha. Rồi. Cốt chặt nha, thẳng băng. Cái mình nó cũng đẹp nữa. Nè, cái giò nha bà con. Quái thú ba giò hả? À, cái đế thì đều lắm nha. Đế sao nè. Anh nhìn cái đất nữa. Đó, đã không? Cái mã số 15 nha. Rồi chưa? Quá đã. Rồi. Đó luôn. Dữ lắm nha, cái mình. Cái mình cây này bự cây lắm nha bà con. Cái mình múc chỉ ngoài này luôn nè. 100 ủa dữ. Tính còi số rồi đó. À, hoành em nó là 33 nha. Đó cái bình đó. Người đó kiểu thằng Giang này là tới không được. Cũng 34. Cái bình rất là thon đẹp. À, chiều cao còn 1,5 m nha bà con. Chiều ngang 1,5 m luôn. Cái này nó xít không mệt. Rồi cây số 15 này em xin giao lưu là 5.500.000 nha. Cây lớn quý vị ơi, ship bao ship thì giá phải cao một chút. Rất là nặng. Xuống. Tiền ship cao. Giao lưu toàn quốc nha quý vị. Quý vị nào thích là cứ alo cho anh Tèo. Đây, lên lại luôn. Đó. Kéo kia vô một chút. Rồi được rồi, để nó chỉnh ra. Rồi mã số 16. Phải không? 15, 16 rồi. Dặn quá trời dặn, hai cái góc dặn. Uống chi cành cũng lực lắm nha bà con. Nhìn vô lực lắm á, xà ngang không à. À củ đế nè. Cái cây này đẹp lắm. Mã số 16. Còn mấy cái bự không à. Bữa nay không quay khỏi nha. Tàn không cho bà con dễ chơi. Đó, đế nè. Quá trời dặn. Dặn qua dặn lại luôn. Dặn mà lắc luôn nha. Lắc luôn. Rồi, dính đây. Rồi, đó. Đó đi anh ơi. Mã số 16. Mã số 16. Quần em nó là 26 nha. Đoàn gian chỗ này đi. 34. À, chiều cao 1,5 m nha. Cao ngang 1,5 m luôn. Cây 16. Cây mã số 16. 16 này em xin giao lưu là 4 triệu. Rồi số điện thoại em là 076 nha, 8621 849 nha. Anh Tèo ở Hậu Giang quý vị. Quý vị nào mua cây lại nhà của anh Toàn thì mỗi cây giảm tiền 300 ngàn. Đây, cây này giữ nữa nè. Rồi mua nhiều có giá ưu đãi luôn. Rồi ai mua số lượng nhiều đi có giá ưu đãi luôn. Đây, cây này giữ lắm nha, để thì khỏi bàn luôn. Cũng 50 cây thì giá đặc biệt luôn. Để bây giờ mua 10 cây tặng cây luôn nha. Hả? Mua 10 cây tặng cây hả? Ừ, tặng cây luôn. Wow. Thế cho anh em làm lộ phí vậy. Mỗi cây bớt 300 ngàn rồi. Ừ. Tặng thêm cây nữa. Ừ, chơi luôn. Wow. Được quá ha. Ê, cây này lực lắm nha. Lá còn nguyên luôn quý vị. Cây này cắt không kịp hay sao đây nè.
mới con rồi đó mà hồi cũng lật lá rồi nha. Đây. Quá trời cây này đẹp. Đây, chỉ cần thì bà con coi hộ nha, nó rất đều nha. Cái này đế cũng đẹp luôn. Quá trời tủ luôn. Đó. Về khoe cái đế không mà lời ha. Trời ơi, vô cái chậu đi, nhìn không có ghiền nữa thôi đó. Đây, thấy cái bầu đó chị, chứ vô chậu đẹp lắm nha bà con. Rồi, mã số... Rồi, đó luôn. Mã số 17. 17. Rồi, đó luôn. Quên rồi. Ngoài em nói là 29 nha. Rồi, cái củ đây trời. Rồi, củ trong luôn nha bà con. Đây, củ xác trong nè. 100 mấy gì ông nội. À, 45 nha. Quá trời cũ không. Cái này hồi quay rồi em cũng lật lá luôn nha. Rồi. Lật lá trước khi giao. Chiều cao 1,5 m. Chiều ngang 1,4 m nha. Cây 17. Mã số 17 này em xin cho luôn là 5 triệu. 5 triệu nha, mã số 17. Đó luôn đi. Đây. Mấy cây bự không? Bự không à. Đã, gừng nó đã lắm nha. Uống coi. Dính đây. Rồi. Đây, mã số 18. À, lên xù nữa nè. Cái này về trồng chỉnh cho ngay lại nha. Cốt rồi cũng bự nữa nè. Thú này qua trời bự. Mấy cái nách này nó muốn chảy mà không có báo xù nha. Chưa chảy mạnh đâu, nó báo xù rồi. Mã số 18. Mình dữ lắm nha bà con. Quá trời không. Đế nè. Mày có công ghế chịu luôn nha. Bên đây luôn. Rồi đó luôn anh ơi. Mã số 18. Rồi đó luôn ha. Mã số 18. Quanh em nói là 33 nha. Đây là bự cây luôn. Hết biết không. Cào dữ à. Cái này ở thành phố mua đi chở xe tải cho bà con với Bình Dương nữa. Xít thì nặng tiền lắm nha. Cái này cao tới 1,8 m lận. Ai mua số lượng nhiều thì cả 300 cái số trở lại em giao bằng xe tải luôn. À, chiều ngang 1,5 m. Cái mã số 18 này em xin cho luôn là 5.500.000 nha. 5.500.000. Bao chít luôn. Trời ơi. Rồi. Bên này đi. Đây. Bên kia mà tao dính bên đây thì mày dính bên kia mới đều. Ừ, dính bự đó. Mã số 19. Rồi dính đi coi. Qua mày chút. Ừ. Rồi muốn ơi. Rồi, mã số 19. Đây. Uống kiểu chế bí này cũng đẹp lắm nha. Đây. Này có nhánh phóng luôn nha. Nhánh này nè. Cành rất là dày nha quý vị. Cái này mà dưỡng ra nụ là ngon lành luôn. Kính mít luôn. Cành đây. Cũng lực luôn. Mấy cây mai uống này lâu lớn lắm nha bà con. Không phải như mấy cây mai trực nha. Uống cái dòng này cũng công phu lắm nè. Chứ không phải đơn giản à. Đó. Để thì thôi, dữ lắm nha.
cái gọng rễ này nó dảnh lên rồi cắt còn gọng rễ dưới nữa nha, không sao. Đó. Cái này đó sao trời. Rồi sao đó. Rồi đó đi anh ơi, nhìn đi. Đó mép ngoài luôn nha. 19. Đó thọt cái lỗ này đi. Rồi đo đây luôn cho bà con luôn nè. Múc chỉ ngoài luôn nha. Rồi cái hoành em nó là 29. Hơn nó tính 29 thôi. Quá sang luôn. 29. Chiều cao 1,5 m. Chiều ngang 1,6 m luôn. Quá trời bự luôn. Rồi cây 19. 19 này em xin giao lưu là 5 triệu nha. 5 triệu. Bao ship luôn, toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc. Xuống. Quý vị thấy cây bự bự đó. Đây. Đại gia nào thích thì có thể alo cho. Cây 20. Cây này cũng phê nữa. Đó, cây này dữ lắm nha. Chỉ cần thì thôi. Rồi buông ra. Qua mà chút ra. Nói qua mấy cái bự trước đi thì được rồi. Giờ này hết sức rồi. Đấy, cây 20. Cây cuối clip cho bà con. Phê phải không? À, cái này không có làm bông nè. Đủ hết biết không? Nhìn tới cây 20 là thầy là phải nói như anh Tèo phải là rất là đã. Đó, chi cành thì cắt đều nha. Cái cây này trong quá trình vận chuyển về nó bể hết miếng da này nha bà con. Đâu? Nè, chóc hết rồi. Nó bị cắn á. Chóc miếng da này không sao. Mau lành lắm. Cây này đế thì đẹp lắm nha. Đó. Nội chi cành nó đóng nè. Nhìn phái rồi. Cái này mà cắt cửa bông sai cái thứ gì chưa nói đó. Rồi. Rồi chưa? Rồi đó luôn. Rồi dính đi đi. Mã số 20. Mã số 20. Quần em nó là 28 nha. Yếu chút xíu đó, đến 27 đi. Rồi chiều cao 1,5 m luôn. Chiều ngang 1,6 m. Rồi cây số 20 này em xin giao lưu là 4.500.000 nha. 4.500. 4.500.000. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi số điện thoại em là 076 8621 849 nha. Tổng chào bà con, hẹn gặp lại clip sau. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai tại nhà vườn của anh Tèo ở Hậu Giang. Thì trước khi kết thúc clip thì em cho quý vị xem cái. Đây còn một lô mai khôi này dữ lắm nha bà con, chưa có quay nè. Đó, trời ơi. Quý vị nào thích cái cây mà cái cành nó bích vậy luôn nè. Đã. Để trước nhà là quá im. Mai khôi ảnh nói nè, đây. Chưa kịp làm luôn. Chưa kịp làm luôn, mới cắt. À, ngoài ra thì cái vườn ảnh cũng có. Bữa hổm có cái cây mai đẹp đó, bán mất tiêu. Còn lại mấy cây em cũng quay quý vị xem. Thích cây nào thì alo cho anh ta. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở video lần sau. Xin kính chào tạm biệt. Ồ, giờ này mà được coi bông á quý vị, mê bông. Đó, em cũng quay cho quý vị xem. Bông. Chùm chùm quý vị đã lắm. Cái mai nhà anh Tèo nè. Hai lớp bông. Chùm chùm đi coi đã. Rồi, xin kính chào tạm biệt.